một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng Ngày 24 tháng 4 năm 2021 Thưa quý vị, hôm nay tôi lại mời quý vị lên trên sao hỏa một chút xíu Số là hôm trước tôi nói về chiếc trực thăng Ingenuity Tức là chiếc trực thăng mang tên là Khéo Léo đó Đã bay đi được lên trên một chút xíu và thám thính không cần có người điều khiển nhiều và chiếc Ingenuity đó đã thành công gửi rất là nhiều tấm hình về cho NASA. Thế rồi cái anh chiếc xe nó gọi là cái xe mà bốn bánh ở dưới đó, tức là xe Rover đó, cái anh đó thì cũng rất là hay thưa quý vị. Anh cũng không có là làm mất thời gian. Trong khi đợi cái chiếc Ingenuity này nọ đó, đó, bay đi những cái chuyến bay uh, thám thính đó, thì cái anh rover nằm ở dưới này anh có một cái bộ phận anh đào ảnh lấy đá rồi chắc cái chất carbon dioxide ra trong carbon dioxide thì nó có cả oxygen chứ không có thưa quý vị ít thôi nhưng mà nó chắc ra thí dụ như là trong carbon dioxide đó, thì có 95% là khí thải carbon nhưng mà khoảng chừng chấm năm phần năm phần trăm là có oxygen nên cái anh uh, rover này á, anh nó ngồi ở dưới này đó anh lấy đá là lấy gì đó mới qua một cái máy nó gọi là cái máy moxi để mà anh chắc lấy được cái khí oxygen như thế nào anh uh, cái moxi chữ moxi á, là chữ viết tắt chữ mars oxygen in situ Resource Utilization Experiment Nghĩa là Hóa tinh Oxygen nghe không? In situ tức là ngay tại chỗ Resource tức là Tài nguyên Sử dụng tài nguyên Thử nghiệm sử dụng tài nguyên Tức là cái máy đó là Cái máy là Thử, thử nghiệm Sử dụng tài nguyên Ngay tại chỗ để có oxygen đã mò ta chữ viết tắt là chữ đó là như vậy là moxi cái hệ thống moxi đó nó có cái bờ một cái máy nó lọc cái đó ra cho bằng được à. và thưa quý vị là chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì moxi đã sản xuất ra được 5.4 gram khí oxygen 5.4 gram khí oxygen nếu mà như vậy đó là nếu một người mà khoa học gia tức là một phi hành gia ở ngoài không gian đó thì có thể sử dụng được là được 10 phút cái máy này nó nhỏ mà nó đã có thể là nó chắc ra được 5.4 gram như vậy đó thì nếu mà ra ngoài các khoa học gia hay là những phi hành gia mà ra ngoài đó thì chắc lấy được là sử dụng được 10 phút điều này nó làm cho những người ở trong NASA rất là phấn khởi thưa quý vị. Vì sao? Nếu mà phóng phi thuyền lên tới sao hỏa để mà thành lập những cái settlement đó, là những cái khu định cư đó mà cần có các khoa học gia đó và những phi hành gia mà nếu để lên trên cái máy cái gọi là các cái dưỡng khí ở đây oxygen ở đây đó mà chứa từng bình nó lên đó, thì nó rất là tốn kém, nó rất là nặng, nó khó lắm, nó, nó tốn kém vô cùng. Còn nếu mà bây giờ đó là họ chế tạo một vài cái chiếc máy cái độ lớn mà đưa hẳn lên trên Mars rồi từ đó mà sử dụng năng lượng mặt trời, thấy không? vừa dùng năng lượng mặt trời xong rồi chạy, rồi chắc thải ra cái khí oxygen thì quý vị xem thấy rằng là nó rất là tiện lợi như vậy nó nếu mà họ làm một cái nhà lồng kính mà họ có cái những cái máy lớn như vậy đó thì là coi như có khí dinh dưỡng oxygen để thành lập những khu định cư con người được báo chí của hoa kỳ thưa quý vị đưa những cái bản tin này họ rất phấn khởi cnn fox MSNBC đưa cái bản tin này đây là niềm hy vọng tương lai của nhân loại chứ không phải của riêng của một quốc gia nào nữa hết. Tức là nếu mà Mars đã có nước như vậy rồi nhá, như tôi nói rằng là nếu mà hai đầu mà trang băng ra thì có thể ngập lụt cả cái cả cái sao hỏa đó là bằng nước và ngập tới 35 mét. Thấy không? như vậy là họ đã thấy rằng là có tương lai rồi và ở ngay trên mặt đá của sao hỏa cũng có đất tốt tạo, tốt lắm họ chỉ lọc ra thì trong đó là đã có oxygen rồi và như vậy đó thì họ mới tính rằng là thí dụ họ đưa một cái gì đó nguyên tử lên trên sao hỏa nguyên tử đó nó giỏi làm sao đó là ở hai đầu sao hỏa băng nó tan bớt đi thì có một số nơi sẽ trở thành là có hồ nước biển rồi bây giờ đó là định cư nơi đó thì xây những cái những những căn nhà có mà mà có những cái máy nó chắc lọc ra khí oxygen mà cái máy mà như tôi nói là moxi vừa rồi đó thì nó sẽ giúp với một cái lượng lớn thì nó sẽ giúp cho có khí dinh dưỡng ở trong các cái căn nhà định cư đó thì người ta cho rằng là có thể thực hiện được mà có thể thực hiện được rồi đó thì họ sẽ điều nghiên trong tương lai đó thì vấn đề mà sinh sống nơi đó họ cho rằng nó không còn khó khăn nữa nó là một cái gì khả thi của con người. Thưa quý vị, Mỹ thì khả thi còn không biết Việt Nam khả thi chưa tôi chưa biết nhưng mà ít nhất là các khoa học gia Mỹ đánh giá là khả thi như vậy được rồi. Đánh giá như vậy là khả thi. Thưa quý vị là cái bầu khí quyển của của Mars của sao Hỏa đó nó dày đặc về các cái chất carbon dioxide là 96% lần nó chiếm tới 96% chất carbon dioxide nên mà bảo rằng là lên trên đó nó thì con người mà muốn định cư trên đó oh, phải cũng phải có nhiều cái cái sự điều chỉnh chứ không phải đơn giản rồi cái sức hút của 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 Mars nó yếu hơn nên là cũng phải tính những cái đó nhưng mà Nó Người ta tính đi tính lại Người ta bảo là cái quan trọng nhất là phải có oxygen Chắc lọc được oxygen ra rồi Sẽ tính toán từ từ Trong tương lai thế hệ con cháu Mà đấy là họ sẽ là thực tế Nếu ở tại mò Thì họ sẽ tính được rất nhiều cái hay hơn à, Những cái hình ảnh Mà bên phía của Ingenuity Cái chiếc trực thăng khéo léo Mới gửi về thưa quý vị rất là hứa hẹn tôi phải nói là tôi tôi xem tôi thấy hứa hẹn vô cùng Thôi thì đó là bản tin mà các khoa học gia ở nasa gửi ra là con người đang đạt tới một cái mức có nhiều cái niềm hy vọng khi mà chiếc boxy chắc lọc được oxygen và cho thấy rằng là đất tức là soil đó, đất đó, của sao hỏa đó, nó rất là tốt chứ nó không phải là nó xấu như người ta tưởng trên đó nó mềm như vậy là nếu mà gọi là khai thác được có thể chưa chắc là thua thua trên trận quả địa cầu này đâu thưa quý vị đó là bản tin của NASA tôi xin gửi đến quý vị thông tin rất hy vọng này và góc nhìn của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau